B-Sky, một sản phẩm của B-Holdings. Theo nhận định của các chuyên gia thị trường bất động sản, phía Nam Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm đầu tư nhờ việc điều chỉnh thiết kế quy hoạch khu đô thị toàn Hà Nội. Các công trình trọng điểm phải kể đến như việc quy hoạch tuyến đường vành đai 2.5, tuyến đường qua khu vực Định Công, mở rộng tuyến đường Tam Trinh, Lĩnh Nam. Đòn bẩy hạ tầng kết nối giao thông sẽ thổi luồng sinh khí mới cho đất nội đô, khu vực phía Nam Hà Nội. Nổi lên như một điểm sáng tại khu vực này, chung cư B-Sky Nguyễn Xiển là một sản phẩm mang nhiều tâm huyết của chủ đầu tư B-Holdings, một thành viên của Hải Phát Group. Tọa lạc trên mảnh đất vàng của giải đất Rồng Vây, ngay trên đường đại lộ Chu Văn An. Với việc quy hoạch tuyến đường đại lộ Chu Văn An, cư dân B-Sky có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố và các khu vực lân cận. Đặc biệt, B-Sky nằm cạnh và hưởng chọn tiện ích đa dạng và đẳng cấp siêu đô thị The Manor Central Park, kết nối dễ dàng với khu vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại, chăm sóc sức khỏe. Cư dân B-Sky có một không gian xanh trong lành hiếm có, nơi đối diện với công viên Chu Văn An 100 hectare. Dự án gồm 2 tòa, mỗi tòa gồm 26 tầng, trong đó 21 tầng căn hộ và 3 tầng để xe. Hiện tại nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng bằng việc tổ chức thi công 3 ca một ngày. Tính đến thời điểm giữa tháng 12, tòa A của dự án đang hoàn thiện lắp dựng cột vách tầng 2 và tòa B đang thi công phần móng. Với nỗ lực không quản ngày đêm, cùng sự cố gắng của chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu thi công, B-Sky đã và đang đảm bảo được tiến độ dự án cùng chất lượng công trình nhằm mang đến cho khách hàng sản phẩm tốt nhất. Các căn hộ có diện tích từ 62 đến 96 m2 với thiết kế căn hộ đột phá, thông minh, tối ưu không gian. 100% căn hộ đều có hai mặt thoáng, đảm bảo lưu thông gió và đón ánh sáng tự nhiên. Chủ nhân tương lai của B-Sky sẽ được hưởng các tiện ích khép kín và tiện nghi bao gồm 3 tầng hầm để xe, bể bơi tầng 5, trung tâm thương mại, gym, spa và các khu vui chơi, trường mầm non và hơn thế nữa. Chủ đầu tư kỳ vọng B-Sky sẽ là một dự án mang tính nổi trội trong khu vực phía Nam Hà Nội, giúp thúc đẩy kinh tế vùng và góp phần phát triển thủ đô Hà Nội. Với dự án B-Sky, chủ đầu tư mong muốn mang đến cho các nhà đầu tư và người mua ở thực cơ hội sở hữu sản phẩm bất động sản chất lượng với mức giá hợp lý. B-Sky, kết cấu không gian vàng.